Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về trang bị thần thánh cũng như là cách chế tạo ra một món trang bị thần thánh sẽ như thế nào và nó sẽ yêu cầu chúng ta tiêu tốn các nguồn nguyên liệu ra sao. Trang bị thần thánh là một loại trang bị mới sẽ xuất hiện sau khi server chúng ta mở giới hạn cấp 140. Và khi anh em sở hữu được cái món trang bị thần thánh này thì chúng ta sẽ kích hoạt thêm được một lỗ khảm nữa. Lúc này anh em sẽ khảm được 4 viên đá quý vào, sẽ khá là ngon đó anh em ơi. Ngoài ra anh em thấy là trên trang bị thần thánh sẽ cung cấp cho chúng ta thêm một số các thuộc tính cho nhân vật của mình, ví dụ như là trí lực, vật công tối đa, vật công tối thiểu, vật phòng, pháp phòng và cả sức mạnh nữa. Và những chỉ số này sẽ được tăng lên nếu như anh em tôi luyện cái món trang bị này lên bậc càng cao nha. Và đặc biệt khi mà anh em sở hữu được món trang bị thần thánh này thì chúng ta sẽ có tỷ lệ kích hoạt được các cái thần kỹ, và những thần kỹ này mang đến những sức mạnh vô cùng to lớn cho nhân vật của anh em. Bây giờ mình hãy cùng tìm hiểu về những cái thần kỹ này nó sẽ như thế nào. Thần kỹ hiện tại có 3 bậc. Bậc đầu tiên gọi là thần lực 1. Khi anh em kích hoạt được cái thần lực 1 này, chúng ta tấn công sẽ có xác suất búp được thần lực, và một lần tấn công kế tiếp chúng ta sẽ gây được bạo kích. Đó, chắc chắn sẽ có bạo kích trong vòng 6 giây nha anh em. Và điều kiện kích hoạt là cần phải có 6 món trang bị thần thánh. Anh em chỉ cần chế tạo ra được 6 món trang bị thần thánh thôi. Thần lực 2 thì tấn công có xác suất nhận búp thần lực, 3 lần tấn công kế tiếp trong vòng 6 giây chắc chắn sẽ được bạo kích. Và để kích hoạt được, chúng ta cần phải có 12 món trang bị thần thánh, và mỗi món trang bị này anh em phải tôi luyện lên đến cấp 20 nha, chú ý nha. 12 món và phải tôi luyện đến cấp 20 cho 3 lần tấn công để gây bạo kích. Thần lực 3 tấn công có xác suất nhận búp thần lực, 4 lần tấn công tiếp theo trong vòng 6 giây chắc chắn bạo kích, đồng thời tăng 30% sát thương cho bản thân và cho phe bạn trong phạm vi nha anh em. Cần kích hoạt 12 món trang bị thần thánh và mỗi trang bị chúng ta phải tôi luyện đến cấp 50. Như vậy trong team chúng ta chỉ cần có một nhân vật có được 12 món thần thánh và kích hoạt được cái thần lực 3 này. Chậu phải nói là team anh em gây được khá là nhiều sát thương khi chúng ta tăng thêm tới 30% sát thương cho bản thân và đồng đội nữa nè mà. Quá tuyệt vời đúng không? Và bây giờ thì mình hãy cùng tìm hiểu về cái quá trình chế tạo ra một cái món trang bị thần thánh này nó sẽ như thế nào nha. Để chế tạo được một món trang bị thần thánh thì nó sẽ yêu cầu anh em một số các nguồn nguyên vật liệu như sau. Trước hết là chúng ta phải có số lượng món trang bị cấp 140 tương ứng. Ví dụ như dây chuyền thì mình sẽ cần 2 cái dây chuyền cấp 140 nha anh em. Hiện tại mình đã có một cái rồi. Như vậy mình phải chế thêm một cái dây chuyền nữa để làm cái nguyên vật liệu đầu tiên. Tương tự như những cái món nguyên vật liệu khác thì mỗi món nó sẽ yêu cầu một cái số lượng khác nhau. Ví dụ như nón thì anh em sẽ cần đến 2 cái nón, 3 cái nón. Rồi hiện tại cái phi phong mình chưa có nên nó chưa hiện ra. Áo thì anh em thấy là cần tới 4 cái áo lần này mà. Vũ khí chúng ta cũng cần tới 5 cái. Đó anh em thấy không, số lượng nó sẽ khác nhau trên mỗi món trang bị. Rồi nguyên vật liệu tiếp theo đó chính là cái thần thạch. Thần thạch này á là một loại nguyên vật liệu mới và nó có khá là nhiều cách nhận anh em ạ. Rất là nhiều cách nhận trong tất cả các tính năng luôn. Anh em có thể vào xem trực tiếp từ cái thần thạch này. Chúng ta có thể nhận từ treo thưởng huyết nhẫn nè, điểm năng động, tái chiến hắc phong uyên, dị giới trục lộc, khôi bảo cát, hoàng ngài. Và một cái rất là nhanh đó là anh em sẽ mua, và cái này là tốn bằng vàng không khóa nha anh em ơi. Đó thì anh em có thể kiếm nhanh thần thạch bằng cách đó là chúng ta sử dụng khôi bảo cát nha. Khôi bảo cát thì anh em có thể tạo mới để chúng ta kiếm thần thạch, và chúng ta mua bằng vàng không khóa nha anh em, chú ý nha, vàng không khóa. Cái này vàng không khóa hay vàng khóa ta? À vàng không khóa nha anh em, chú ý nha. Đó là cái cách để chúng ta mua thần thạch. Rồi tiếp theo một cái loại nguyên vật liệu nữa đó là vật thần thánh. Vật thần thánh là một cái tính vật đi kèm với từng món trang bị. Nó sẽ có những cái vật thần thánh khác nhau. Ví dụ như đây là cái dây chuyền, đồng hồ cát tinh luyện để chế tạo dây chuyền. Hoặc là anh em cần phải có những cái vật đó là công lý kính để anh em có thể chế tạo ra nón nè. Rồi hộ uyển hoặc là khiên phi phong. Thì những cái này anh em tham gia các hoạt động về dị giới trục lộc thì chúng ta sẽ có nha anh em ơi. Ví dụ như vũ khí đó là giang vũ trụ, thì cách nhận đó là anh em sẽ nhận từ trong cái điểm năng động. Cái vũ khí chỉ có điểm năng động và cái viễn hải kỳ cảnh siêu phàm thôi. Rồi một số cái trang bị khác, ví dụ như công lý kính thì dùng để chế tạo nón bao tai phi phong. Thì cái này anh em sẽ nhận được từ trong cái tái chiến hắc không yên hoặc là dị giới trục lộc. Trong đó mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái đồng hồ cát tinh luyện là cái dễ nhận nhất, và cái này dễ chế tạo nhất anh em ơi. Anh em sẽ nhận từ trong cái huyết nhẫn phường.
Chú ý nha, mỗi ngày chúng ta sẽ mua được 3 cái nha anh em. Mỗi ngày chúng ta mua được 3 cái, tương ứng với 30 cái thì anh em sẽ cần tốn 10 ngày để anh em mua cái đồng hồ cát tinh luyện này. Đây là cái nguyên liệu dễ tìm nhất, do đó mình đã tích lũy được và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo. Trước tiên là mình cần phải chế tạo ra một cái dây chuyền bậc 8 tiếp tục nữa anh em ơi. Sau đó mình có được 2 cái rồi, mình sẽ bắt đầu chế tạo cái thần trang nha. Mình đã tích lũy được đồng hồ cát tinh luyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chế tạo dây chuyền. Chắc chắn mình sẽ chế tạo được thêm một cái nữa, với số lượng nguyên liệu này dù có full ống thì cũng sẽ chế tạo được nha. Như vậy là chỉ cần vài phát chế tạo thôi, anh em thấy là mình đã có được một món trang bị cam phẩm chất là thần luôn anh em ơi. Phẩm chất thần luôn là quá tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu qua cái táp thần trang bên này. Anh em thấy xuất hiện thêm một cái táp thần trang ở bên đây. Anh em thấy là mình đã đủ số lượng rồi đây. Nó ghi số lượng dây chuyền là 1, nhưng thực chất là anh em phải chế tạo ra 2 cái mới được nha. Đó. Rồi tiếp tục là chúng ta đã có thần thạch. Đủ số lượng 150 cái. Đây, ở đây mình sẽ thử mình gỡ cái dây chuyền này ra nha anh em. Để thôi một số anh em nói là số lượng 1 là một ở trong rương, chỉ cần một cái trong rương thôi. Thật chất anh em cũng cần phải có một cái mang trên người nữa. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho anh em xem nè. Và khi chúng ta vào cái phần chế tạo thì nó không cho anh em chế tạo, không kích được vào đây nha anh em ơi, không kích được. Mình thử dùng một cái món trang bị màu tím mình trang bị vào. Sau đó mình trang bị, mình chế tạo thần trang. Anh em thấy là cũng không được nha. Phải là trang bị cam cấp 140 thì anh em mới có thể chế tạo được thần trang. Do đó là mình phải có một cái sợi dây chuyền mang trên người như thế này. Đây mình thấy cấp thần mình mang trên người nha. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ trở lại cái táp để mình chế tạo cho anh em. Rồi để kích hoạt được thì chúng ta chỉ việc bấm kích hoạt và tốn 1 triệu bạc khóa thôi, cũng không có gì cả. Như vậy là mình đang bắt đầu kích hoạt và mình đã có được một cái món trang bị thần thánh anh em ạ. Đó. Như vậy mình phải sẽ xem thử món trang bị thần thánh này ban đầu nó sẽ có những cái gì. Đầu tiên anh em thấy là thuộc tính bộ của mình là trí lực nè ha. Rồi vật công nó sẽ cộng những cái chỉ số là khoảng 550 điểm thôi. Rồi những cái vòng này thì anh em cũng cần phải tẩy luyện lại. Và đặc biệt là mình sẽ chắc chắn mình sẽ khảm thêm được một viên đá quý vào nữa. Bây giờ mình sẽ tôi luyện về cái món trang bị thần trang này, xem chúng ta sẽ tiêu tốn những cái nguyên liệu gì để chúng ta tôi luyện nó. Bây giờ mình sẽ vào lại phần trang bị thần trang và chúng ta kích vào món trang bị này. Để tôi luyện một cái món thần trang thì anh em sẽ cần phải tốn thần thạch. Đó, thần thạch nha anh em ơi. Như vậy thần thạch khá là quan trọng để chúng ta chế tạo thần trang cũng như là tôi luyện các món trang bị. Anh em thấy ở đây nó có chữ tháo nè, và dưới đây có cái dòng thông báo là sau khi tháo trang bị thần thánh sẽ không thể nhận các thuộc tính ở trên này. Mình tháo ra. Rồi đó, là mình chỉ còn đúng món thần. Anh em thấy không? Món trang bị mình bây giờ là chỉ là món trang bị cấp 140 bình thường thôi. Mình mặc trở lại thì nó sẽ trở thành thần thánh. Đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu tôi luyện. Đó, tôi luyện nó sẽ có anh em thấy lực chiến lên. Các chỉ số sẽ tăng ngẫu nhiên nha anh em. Những chỉ số này tăng ngẫu nhiên. Cái này thì mình không khóa thuộc tính được ha. Các chỉ số tăng ngẫu nhiên. Và cấp tôi luyện hiện tại của mình là cấp 4. Đó, anh em thấy nó sẽ có tỷ lệ thất bại nữa anh em ạ. Tỷ lệ thất bại nữa, mình sẽ cố gắng tôi luyện lên đến cấp 10 nha. Wow, thất bại. Tiếp tục là thất bại. Wow. Wow, thất bại nữa anh em ạ. Nói chung là đây là loại trang bị thuộc dạng cao cấp. Do đó tỷ lệ cũng khá là chua. Cố gắng một cấp nữa anh em ơi, một cấp nữa. Để mình xem nó lên được một sao. Thử một cái nữa nha. Nó sẽ đem tiếp tục như thế này. Nó cũng không có gì gọi là tăng cấp, cần cái nguyên vật phẩm khác để anh em tăng cấp thay đổi. Như vậy anh em thấy là mình đã có được một món thần trang rồi. Và bây giờ chúng ta cần tích lũy những cái nguồn nguyên liệu khác để chế tạo những món thần trang tiếp theo. Rồi như vậy là đây là một cái loại trang bị mà bắt buộc anh em phải tham gia những cái hoạt động về dị giới trục lọc hoặc những cái phó bản mới thì chúng ta mới có được. Và anh em thấy là trang bị thần trang nó khá là đẹp anh em ạ. Lấp lánh sáng. Và chắc chắn trang bị này anh em cũng có thể cường hóa và chúng ta có thể khảm đá quý nè, hoặc là anh em có thể
tẩy luyện. Mình sẽ thử tẩy luyện xem cái chỉ số nó có ngon hay không nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ thử tẩy luyện cái món trang bị thần trang này, và chúng ta cũng sử dụng cái đá tẩy luyện level 140 đây. Bắt đầu tẩy luyện thử xem là nó sẽ thay đổi chỉ số như thế nào. Chắc chắn là món trang bị này thì các dòng chỉ số đây nó sẽ cao hơn. Đây, vật công tối thiểu, pháp phòng. Tạm thời mình sẽ khóa dòng này lại. Ồ, sinh lực luôn anh em ơi, khóa sinh lực luôn. Tiếp tục tẩy, mình sẽ kiếm sức mạnh với vật công nha anh em. Sức mạnh đây, vật công tối đa. Tiếp tục tẩy. Có trí lực là thấy không vui rồi, có đồ bền, có vật công, vật công. Rồi như vậy là tạm ổn anh em ạ. Mình có hai chỉ số đồ bền, 3 chỉ số vật công. Tạm thời mình sẽ xài như vậy đi ha. Sử dụng hai dòng cam. Như vậy là quá thơm rồi, một món trang bị thần trang nhìn lấp lánh. Và khi anh em lắp được tới full các trang bị này mà chỉ số thần nữa là quá tuyệt vời nha anh em ơi. Quá tuyệt vời, và lúc đó anh em sẽ kích hoạt được các thần kỹ. Rồi sau khi mà anh em đã full được các trang bị thần rồi, thần thánh rồi ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu tập trung về vấn đề tôi luyện. Anh em chú ý nha, mình sẽ tập trung về những cái thần thạch này để anh em up các trang bị lên thần thánh trước, rồi mình hãy tôi luyện sau nha anh em ơi. Chứ mà anh em dùng cái thần thạch này anh em up lên tôi luyện á, thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều, và dẫn đến là khi anh em đủ các nguồn nguyên liệu để chế tạo ra những món khác thì chúng ta lại không chế tạo được, thì lúc đó nó lại dở anh em ạ. Và chúng ta chú ý là đối với thần trang này nó sẽ có một cái hiệu ứng thuộc tính tiến cấp như thế này. Anh em thấy rất là đẹp mắt ở đây. Khi mà chúng ta trang bị toàn thân 12 món thần trang thì anh em sẽ được cái hiệu ứng đó là nhấp nháy khá là đẹp ở đây nha anh em ơi. Và những cái bậc tiến cấp, ví dụ mình có 3 món thần trang thì anh em sẽ tăng được cái trọng kích là 100 điểm, khống chế 100 điểm ở đây. Anh em thấy mình đã có được một món rồi. Và vấn đề bây giờ là chúng ta hãy cố gắng tích lũy các cái nguồn nguyên liệu tiếp theo để chúng ta chế tạo thôi. Mỗi cái món trang bị này nó sẽ yêu cầu các nguyên liệu khác nhau nên mà không giống nhau đâu. Ví dụ nón thì nó chỉ cần anh em khoảng 10 cái công lý kính thôi, không nhiều. Rồi áo thì cần 25, vũ khí thì tới 30 lần anh em ạ. Đó, anh em thấy. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho anh em xong về cái cách để chúng ta chế tạo ra món thần trang. Rồi sau khi chế tạo thần trang xong, anh em sẽ tôi luyện như thế này. Và chúng ta có thể khảm thêm các loại đá quý vào nữa nha. Như vậy là video của mình đến đây là hết anh em ơi. Nếu anh em cảm thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.